Kính lạy Cha Chí Thánh và là Chúa của mùa xuân. Năm mới Quý Mão đã bắt đầu. Thời gian là của Cha và mỗi thời khắc của cuộc đời chúng con đều thuộc về Cha. Tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một năm mới với muôn vàn hồng ân và chứa chan hy vọng. Cùng với niềm rộn ràng của mùa xuân muôn hoa khoe sắc phong, cộng đoàn Thánh Lucy chúng con đến trước bàn thờ Cha với niềm tri ân và khó khăn. Xin cho tâm hồn chúng con rộng mở để sẵn sàng đón nhận muôn hồng ân trong năm mới. Thượng hương bái. Lạy Chúa Giêsu là Alpha và Omega, là nguyên thủy và cùng tận. Chúa đã giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và dẫn chúng con đi trong ánh sáng vĩnh cửu của mùa xuân. Chúng con xin cảm tạ Chúa và xin Chúa cùng đồng hành với chúng con trong năm mới. Thượng hương bái. Xin cho làn gió mát của mùa xuân giúp chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng con. Sự hiện diện của niềm vui, sự nâng đỡ, nguồn an ủi và chữa lành. Xin Chúa thánh hóa mọi công việc chúng con làm và khơi dậy trong chúng con ngọn lửa của tin yêu và hy vọng trong năm mới. Thượng hương bái. Cha, quý thầy, quý sư, thần và toàn thể dân Chúa đang được an lành của Thiên Chúa và đáp lại mời gọi của Thiên Chúa, hãy trở nên muối cho nhân loại, hãy trở nên ánh sáng cho mọi người. Amen. Chúng con xin kính chúc quý cha, quý thầy phó tế, quý nữ tu, quý vị trong hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một mùa xuân ân phúc, luôn tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta một năm nhẹ nhàng hơn. Mọi sự hanh thông, gia đình đầm ấm, mọi người đến với nhau bằng tất cả tình thương, sự chân thành, luôn thông cảm và kiên nhẫn, giúp cộng đoàn vui xuân với nhau để chia sẻ niềm vui và ân lộc của Chúa ban cho năm mới này. Trước khi quý cha, quý thầy xì cho cộng đoàn, chúng con xin mừng tuổi đến hai sơ, đó là sơ Thúy và sơ Vui. Kính chúc quý sơ một năm thật bình an.
Xin mời hai sư đứng lên để đại diện người bao lì xì. Chúng con xin quý cha quý thầy nhận một phong bì đỏ qua mừng tuổi của cộng đoàn đến quý cha quý thầy. Xin mời đại diện gửi bác. Và giờ đây xin cùng với con đón xuân bằng một tràng pháo nổ vang như niềm vui của cộng đoàn trong cả năm Quý Mão. Chúc mừng năm mới. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Lạy Cha qua mọi thế hệ, Cha gửi đến những thờ thánh viên của Đức Kitô và Hội Thánh. Giờ đây chúng con đến trước nhan Thánh Cha, Ngài xin Cha kêu gọi thêm nhiều tâm hồn hiến thân phục vụ tông giáo và chúng con trong thiên chức linh mục. Xin thương ban cho chúng con các linh mục để lãnh đạo và hướng dẫn dân Thánh Cha quây quần bên nhau bằng bí tích và lời của Cha. Xin chúc lành cho chúng con với nhiều ơn gọi linh mục, hầu chúng con tiếp tục là hội thánh chân chính của mầu nhiệm thánh thể và được vững vàng làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô, con một Cha. Xin nghe lời chúng con thân nguyện và làm nảy sinh những tâm hồn quảng đại, sẵn sàng dâng hiến cuộc đời và tài năng phục sự cho vinh quang của Cha và cho ích lợi của dân Cha. Chúng con dâng lời nguyện này trong nguyện